Cảm hứng từ chế biến nông sản đang thực sự hấp dẫn lực lượng sản xuất công nghệ thực phẩm rất mạnh. Và dù nguồn lực có khác nhau, những nhà sáng tạo đang tìm thấy ở đây cơ hội lớn để tung hoành. Tại làng nghề bánh tráng Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, anh Lê Duy Toàn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thực phẩm Duy Anh cùng đội ngũ R&D, sản xuất và phân phối chuyên nghiệp sáng tạo khá mạnh tay. Doanh nghiệp này vừa cho ra đời nhiều sản phẩm mới có nguyên liệu chính từ dưa hấu, đó là bún dưa hấu, phở dưa hấu, bánh tráng dưa hấu, miếng đậu dưa hấu. Sản phẩm mang vị dưa hấu rất rõ rệt với màu vàng cam bắt mắt. Bởi trong những ngày gần đây, ở nhiều nơi trên cả nước, sau thanh long, cộng đồng tiếp tục chung tay kêu gọi giải cứu cho dưa hấu đang rớt giá thê thảm. Tại nhiều con đường, vỉa hè siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh, hàng tấn dưa hấu được bày bán chờ người mua giải cứu. Khi mà mình đọc được cái tin tức về cái nông sản Việt Nam á, mà nó bị những cái mà khó khăn khi mà xuất khẩu vào Trung Quốc, thì từ đó giống như bản thân mình là một doanh nghiệp mà chuyên làm về những sản phẩm truyền thống như là bánh tráng, bún gạo, thì mình thấy là cái thế mạnh của mình, cái mặt hàng này mình đã có thị trường sẵn, và bây giờ mình có thể kết hợp với những cái nông sản Việt Nam mà đang có số lượng lớn và thật sự nông sản Việt Nam chất lượng rất là tốt, như là dưa hấu, thanh long hay là còn nhiều loại nữa. Và từ đó mình nghiên cứu ra để chế tạo thêm những cái loại sản phẩm mới đa dạng, nhưng mà cũng từ cái gốc nền tảng là sản phẩm truyền thống của mình cộng với kết hợp với nông sản, mình cho ra là bún dưa hấu. Bún dưa hấu thì cái cách chế biến nó cũng không phải quá phức tạp. Dưa hấu tươi khi mình mua về, đầu tiên mình sẽ rửa sạch, rồi mình gọt, cắt bỏ vỏ. Sau đó mình sẽ cắt ra thành từng miếng, rồi mình sẽ tách bỏ cái hột đen đi. Sau đó mình sẽ đưa vào máy xay để xay nhuyễn ra để mình giữ được cái phần thịt của dưa hấu. Mình sẽ trộn kết hợp với cái bột gạo mình đang sản xuất bún gạo, pha trộn cho theo đúng cái tỷ lệ để nó ra được cái màu dưa hấu đẹp nhất và tự nhiên nhất. Đồng thời là sau khi luộc ra, cái sợi bún nó phải mềm, nó đảm bảo cái độ mềm, độ dai và cái độ mùi của dưa hấu trong sợi bún. Và mình cũng đang nghiên cứu thêm để làm về mì dưa hấu cũng như là bánh hỏi hay là cái sợi bún bò Huế dưa hấu luôn. Bên cạnh dưa hấu thì mình cũng nghiên cứu làm thanh long, rồi làm thêm những cái loại rau cải khác nữa. Không chỉ là một mặt hàng nông sản mà mình đang nghiên cứu để phát triển thêm nhiều cái dòng nông sản mới nữa. Trước đó, công ty Duy Anh đã tung ra nhiều sản phẩm mì và bánh tráng nhiều vị rất hút khách. Sản phẩm đều được FDA chứng nhận cùng với tiêu chuẩn kosher, BRC và xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia trên thế giới, từ Mỹ, Anh, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Có thể thấy, ông chủ trẻ đã lặng lẽ chế biến mì, bún phở với nhiều nông sản Việt từ lâu, chứ không phải chỉ mới làm trong mùa giải cứu này. Những sản phẩm từ dưa hấu trên được sản xuất trên dây chuyền và thiết bị công nghệ hiện đại. Nhà máy đạt các tiêu chuẩn cao của Mỹ và EU. Nghiên cứu cho ra những sản phẩm từ dưa hấu là tôn chỉ lâu nay đơn vị này theo đuổi về việc làm gia tăng giá trị nông sản Việt Nam, cho người nông dân trồng nông sản có thêm nhiều đầu ra ổn định. Dù mới cho ra sản phẩm chưa lâu, nhưng mỗi ngày, công ty Duy Anh tiêu thụ hơn 700kg dưa hấu tươi cho bà con nông dân. Bún dưa hấu này là em có lần thứ 7, là sản xuất này là 10 ngày rồi. Cái lần đầu tiên mình chưa có biết tỷ lệ như thế nào. Mình chỉ là lấy một tỷ lệ ước lượng mình kết hợp với cái bột gạo hiện tại của mình thôi. Nhưng mà khi luộc ra thì sợi bún nó cứng, cái màu luộc nó bị nhạt, ăn nó không cảm thấy ngon. Rồi sau đó mình đổi cái hướng, mình tăng thêm tỷ lệ dưa, mình giảm tỷ gạo, nhưng mà ra cái giống như mình chưa điều chỉnh cái sợi bún, nó còn sợi bún lớn thì ra cái sợi bún lại cứng. Rồi khi mình điều chỉnh tỷ lệ vừa thì giống như sấy, cái nhiệt độ sấy nó quá hay nhiệt độ sấy nó chưa đủ làm sợi bún nó bị dẹo và nó bị quăng, cái sợi bún nó không cong, thì cái tính thẩm mỹ sợi bún lại cũng không đẹp. Qua điều chỉnh ngoài đến nay lần thứ 7 thì bây giờ nó là tương đối là hoàn thiện, là 98% là cái chất lượng là đạt nhất đến bây giờ. Một sản phẩm truyền thống của mình nó đã ổn định chất lượng, bây giờ mình kết hợp với một cái nguyên liệu mới mà nông sản tươi, thì thứ nhất là về cái thời gian bảo quản cũng như là cái chất lượng nó sau khi mình sấy khô thì nó cái màu sắc nó sẽ như thế nào, rồi cái sợi bún hay cái bánh tráng sau khi mình sấy ra thì nó có được độ mịn, độ đẹp, giống như cái thẩm mỹ bên ngoài nó có thu hút khách hàng hay không, rồi cái giá cả nữa, nếu mình làm ra một sản phẩm nó đẹp nhưng mà giá cả không cạnh tranh được thì lại khó bán ở thị trường. Được một cái mình có cái ưu điểm là Duy Anh của mình là cái thị trường xuất khẩu nó nhiều và nó đa dạng, cho nên là khi mà mình giới thiệu một sản phẩm mới gì á thì khách hàng người ta cũng rất là hào hứng để người ta thử sản phẩm mới lạ. Nếu như trước đây mỗi tháng Duy Anh xuất khoảng 4 đến 5 container đi hơn 30 nước trên thế giới, thì trong mùa dịch Covid-19 này, mỗi tuần đơn vị này xuất khoảng 4 đến 5 container, tăng hơn rất nhiều.
Theo anh Lê Duy Toàn, một tuần tới đây, những sản phẩm bún phở bánh tráng từ dưa hấu Thanh Long sẽ được công ty phân phối rộng rãi ở thị trường nội địa, bên cạnh việc xuất khẩu qua các thị trường chính hiện nay. Mình triển khai khoảng 10 ngày nay thôi. Và trong thời gian đó thì mình có gửi mẫu để chào hàng và khách cũng có đặt hàng thử, là mỗi khách ở Hàn Quốc, ở Úc, ở Nga, rồi ở Hồng Kông họ cũng thử, để giống như cho cái đơn hàng đầu tiên thì mỗi loại khoảng 100-200 thùng thôi. Thì là mình cũng nhận được tín hiệu tốt là cái sản phẩm mới lạ so với những sản phẩm truyền thống mà được làm từ gạo mà trước đây mình đang xuất đi cho những khách hàng của mình. Hiện nay mình cũng bán được mười mấy tỉnh, như là ở Quảng Nam, Quảng Trị, Đà Nẵng, rồi Huế, rồi ở Vũng Tàu, Bình Dương, ở miền Tây cũng có bán ở Tiền Giang, An Giang, và cũng đang tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh. Về ở các kênh mà ở thị trường nội địa thì hiện tại mình đang bán là ở các cửa hàng tiện lợi thực phẩm sạch, nhưng bây giờ mình đang triển khai làm việc với những đối tác là ở các chợ, rồi các nhà phân phối, các đại lý trên toàn quốc luôn, và các kênh siêu thị, để mình có thể đẩy mạnh giới thiệu cái sản phẩm của mình được rộng rãi hơn đến người tiêu dùng trong cả nước. Như vậy, với sự chung tay giúp sức của nhiều doanh nghiệp, có thể thấy nhiều sản phẩm nông sản Việt Nam như thanh long, dưa hấu, nếu được nghiên cứu bài bản, sáng tạo, kiên trì thì sẽ tạo ra được rất nhiều giá trị gia tăng. Và khi đó, người nông dân trồng nông sản bớt đi nỗi lo thường nhật giải cứu như hiện nay.